Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì kênh mua bán xe cũ mới giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu 7 chỗ Việt dã, khung gầm chắc chắn, cao, thoáng. Vận hành của chiếc xe thì cực kỳ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Với cái khối động cơ của chiếc xe thì nó sử dụng máy 2.7 với mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải. Anh chị và các bạn có thể tham quan qua, xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Auto Tuấn Huyền, số 22 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục. Xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao chất test mọi nơi. Chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản XN sản xuất năm 2012, có ngoại thất là màu vàng đồng. Nội thất kế da màu đen đã được ba chủ lên như là hệ thống cam 360, hệ thống màn hình giải trí Android, rồi hệ thống thảm trải sàn, dán kính, được trang bị đầy đủ hai màn hình gối đầu. Những tiện ích option của chiếc xe được trang bị cho anh chị và các bạn có thể tham khảo chi tiết ngay sau đây. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe hãy qua cửa hàng. Ở phần đầu xe thì nổi bật với hệ thống bóng đèn bi đôi, cũng với những cái chi tiết như là hệ thống đèn gầm dạng halogen. Các chi tiết mâm nốt của chiếc xe, với hệ thống mâm của chiếc xe trang bị mâm hộp kim 17 inch. Một da nốt của chiếc xe vẫn còn rất là dày dặn anh chị ạ. Dọc thân xe thì nó có nổi bật với những hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có trang bị bậc lên xuống là bậc cứng. Về che mưa, thanh giá lốc thể thao được trang bị đầy đủ. Sơn xi mép lối mép cản của chiếc xe thì các bác có thể tham quan qua thì nó còn rất là đồng màu. Vì vậy thì cũng có một số chỗ đã tỉa lại thôi, do quá trình di chuyển bị xe nó làm cho xước sát. Đây là những cái phần đường nét về phía đuôi xe, đèn hậu này. Các chi tiết cụm đèn hậu phía sau cũng như là tính năng an toàn thì nó có trang bị như là hệ thống cảm biến và những hệ thống cam lùi, giúp anh chị và các bạn có thể tự tin lùi xe trong cung đường, khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn cho người phía sau. Và những cái đường nét về hệ thống máng nước cũng như là phần đinh tán, hệ thống ốc bản lề, tất cả các chi tiết vẫn còn giữ được độ nguyên bản cao. Xe thì vừa mới lấy về, em cập nhật ngay cho anh chị và các bạn. Với hàng ghế thứ ba khi gập xuống thì nó sẽ có một cái không gian mặt phẳng rất là rộng rãi. Ba chủ thì cũng cẩn thận bác cái bọc thêm lớp da áo ngoài, giúp cho nó sạch hơn, cũng như là bảo vệ cho cái phần lỉ bên trong. Đây là những cái phần đường nét về hệ thống hoàm cửa, cũng như là những phần con ốc bắt đèn. Tất cả các chi tiết đều còn trong tình trạng nguyên bản anh chị nhé. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng rồi thì mình qua cửa hàng lái thử, rồi mang vào hãng để check hoặc mẫu bên thứ ba, tin tưởng kiểm tra cho nó an tâm. Đây là những phần keo chỉ, tất cả các phần chỉ của những cái phần chi tiết như hệ thống ốc bản lề, hệ thống táp ly, lên xuống kính một chạm. Trong đây là với những phần con ốc bản lề anh chị nhé, các bạn có thể tham quan và khám phá. Tầm giá bây giờ nó cũng vô cùng hợp lý thôi, chỉ khoảng dưới 830 triệu là anh chị các bạn có thể sở hữu chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXN sản xuất là năm 2012. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Với biển Hà Nội hay biển tỉnh bây giờ thì anh chị và các bạn không phải lo mất 20 triệu tiền biển nữa, mà chỉ mất phí đổi biển thôi. Nhưng em nêu qua để anh chị và các bạn có thể nắm bắt được nguồn gốc rõ ràng về chiếc xe. Đấy, cái màn hình nó có thể gập lên gập xuống như này, với các phím điều chỉnh bên trong. Phía chính giữa trung tâm thì nó sẽ tích hợp các phím như điều chỉnh nhiệt độ, điều hòa, rồi hướng gió, cửa gió điều hòa nó nằm trên nóc trần anh chị ạ. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian khá là rộng rãi, nó có cái tầm nhìn cho anh chị và các bạn thoáng đãng, mình có thể là quan sát, đảm bảo lái xe an toàn. Hệ thống vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và cũng như là có hệ thống màn hình giải trí được nâng cấp này, điều hòa tự động, rồi những các phím như gài cầu, cổng sạc 12V, rồi cổng AUX, USB, và đây là những cái phần như là hộp để đồ. Đấy, tất cả các chi tiết bị tùy tay. Với cái tầm giá dưới 830 triệu rất là đáng hợp lý để anh chị và các bạn cân nhắc. Và bây giờ ta sẽ cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe. Với cái khối động cơ của chiếc xe này, nó sử dụng là cái khối động cơ máy 2.7, máy xăng 2 cầu. Cho anh chị và các bạn cái khả năng vượt địa hình
cũng như là và vận hành qua các đường xấu, đường khó một cách dễ dàng. Đấy, đây là những cái chi tiết về hệ thống ốc chân máy, ốc mặt máy, keo mặt máy, tất cả các chi tiết để mình có thể đánh giá được là xe có bị ngập hay có bị tháo giã về phần máy móc hay không. Các chi tiết ốc thanh răng, tất cả các chi tiết là đều còn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo và nguyên bản theo xe. Toyota Land Cruiser Vario phiên bản VXTXN sản xuất năm 2012 hiện đang chào bán với mức giá là chỉ có 830 triệu, giá còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu nhé.